Thứ tư ngày mùng 7 tháng 12, em Lê Gia Học ở Thuận An, Bình Dương lại mời các anh chị cùng các bạn, cô dì chú bác nghe nhạc buổi sáng và cà phê. Và chúc tất cả mọi người một ngày mới an lành, bình an và hạnh phúc. Ngày gió tôi đi hằn trên lá cỏ, đồn xa tôi ở chân quân phù ngày đêm to mặt. Ngày gió tôi đi hằn trên lá cỏ, đồn xa tôi ở chân quân phù ngày đêm to. Sáng ngày hôm nay em mới đưa từ cái bộ dàn này từ trong cái số dàn của em cũng giống như là cái số hàng của em xuống, thì em test nghe 2 tiếng đồng hồ từ 6 giờ tới 8 giờ 10 đấy, thì vừa nghe vừa cà phê. Thì bây giờ lại cũng giống như thường lệ là em sẽ sơ qua về cái kích thước, về ngoại hình cũng giống như là model và hãng và chức năng của cái model này, cái hãng này và cái dàn này của em là nói riêng đấy. Thì để anh chị cũng giống như là các cô gì, tất cả mọi người có mua của ở đâu và tham khảo về cái độ bền cũng giống như là tất cả mọi cái ở trên cái dàn này và cái chức năng. Thì có thể là em video nó dài hoặc là em chưa có test hết, em chưa có ngâm cứu hết thì em cũng chưa có nói đấy. Nhưng mà cơ bản thì những cái mà mình có thể là gặp và nhìn thấy được thì em sẽ nói trong cái video đấy. Thì về phần ngoại hình đấy, ngoại hình thì của cái dàn này nói riêng và tổng thể của cái model này, của cái hãng này, thì chiều ngang của cái dàn này là 40 thì 48 năm. Chiều cao của cái dàn này là 25
hậu sâu của loa là 20 và hậu sâu của đầu là 32,9. Và về phần chức năng của cái dàn này của em á, thì là nó chạy, hiện tại nó chạy là MD và AUX. AUX thì có hai đường AUX, một là AUX D audio là cái cổng này em đang cắm vào điện thoại này, đằng sau còn một cổng AUX là nếu mà mình cắm vào đường jack đằng sau vào hai đầu một hai đầu bông sen và một đầu AV 3.5 thì mình sẽ bấm nút này đấy. Là em nói về cái mặt trước là cái nắp này là chúng ta có thể là lôi ra lôi vào được. Trong này nó bao gồm cả đĩa ổ CD và tất cả những cái nút Z sao lưu, rồi là AUX, rồi là những còn những cái chức năng khác. Còn cái này là chỉnh, chúng ta có thể là chỉnh bass lên được 10, là bass âm là lên được 10. Còn những cái này là hiển thị màu và dàn nháy của EQ dàn nháy. Đó. Và cái dàn này á, thì là có một cái đôi loa đó, mang cái thùng nó giống như là gỗ mà nó rất là nặng, và bằng nện, bằng gỗ nện, nện rất là bền, rất là chắc. Và có hai một đôi loa nó có một tuyến bass là bằng gân vải. Thì tại sao mà là nó phân biệt vào gân vải và gân cao su, thì em nói sơ qua, nếu anh em ta mua mà cái gân vải này ấy, thì cực kỳ bền, khi hư cái loa rồi cũng không hư được cái gân này, nó tẩm dầu rất là bền. Thì tùy thuộc vào mỗi người một chất âm, còn gân cao su thì sẽ mập, sẽ bị mục. Và đây là bát lõm truyền thống và màu là màu trắng màng carbon đấy. Và một jack lò thông hơi ở đằng trước đấy. Còn đây là nút tap đấy, tap tức là bằng đấy. Còn về ngoại hình tổng thể á, thì một chiếc loa của bên tay trái em á, là vuông thành sát cạnh cũng rất đẹp, nhưng mà có một chiếc loa này là ở góc bên dưới á, là nó hơi bị nở một chút xíu. Còn đây thì em quay cận cảnh như thế này. Còn chiếc bên này rất là đẹp, bằng gỗ nện rất là chắc đấy. Thì là đây là cái cổng AUX hồi nãy em giới thiệu hồi nãy, và đây là hai cái dây loa đấy. Đây là cổng xúc ao. Thì cơ bản tổng thể nó là như thế đấy. Là của cái dàn này của em còn đun một đôi e căng đây, rất là đẹp, em chưa có giặt rũ gì cả, cái này lau chùi cái là nó ra đấy. Thì cái dàn này á, là nó tùy thuộc vào cái ngoại hình cũng giống như cái chức năng nó chạy. Thì em có nhiều shop bán, em có nhiều người bán 1,5 triệu, 1,4 triệu, rồi 1,3 triệu, rồi vân vân các loại giá. Thì nó tùy theo cái hình dáng đẹp và cái chức năng chạy để rửa theo để các anh nó bán. Nhưng mà như em á, thì buổi sáng ngày hôm nay em lên á, là cái bộ dàn này em bán cho anh em. Ai mà nhanh mà chốt ở trên YouTube thì em đăng lên YouTube xong rồi em cũng đăng lên các cái trang khác của em, ví dụ như Zalo, Facebook, TikTok đấy. Thì là em sẽ bán là với cái dàn này là 950.000 đồng. Em nói ở trên YouTube luôn đấy. Thì anh em nhìn thấy được mà thích đem về để trưng Tết, mặt mũi của nó rất đẹp, thì có EQ đèn nháy thì dinh em nó về, vừa trưng vừa nghe. Còn nói về cái chất âm của cái dàn này á, nói về mạnh á, thì nếu chúng ta nghe phòng 20-25m thì chắc nghe không hết được công suất, và độ bền á, thì chúng ta biết sử dụng thì mến bàn về độ bền, và cố gắng làm sao kỹ nhất có thể để giữ gìn lấy nó, bởi vì nó quá đẹp. Thì một ngày mới là em lại xin cảm ơn ngày hôm qua là
có 30 người đăng ký kênh của em và like và chia sẻ và kênh của YouTube của em. Và tổng thể là em xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ em những ngày qua và đăng ký kênh của em và like và chia sẻ kênh của em để kênh của em bán hàng phát triển. Một ngày một tương đối hơn và một tốt hơn. Và có những gì mà em đang còn sai sót, chưa nghĩ tới, chưa làm tới mà chưa đáp ứng được đầy đủ nhu cầu khách hàng bán hàng, thì mong các bác cũng tư vấn và bình luận, những người biết, những người hiểu hơn, biết hơn, để em sẽ học hỏi và đồng thời để rút kinh nghiệm cho bản thân mình, để làm sao mà đem đến những cái sản phẩm có làm sao nó như thế em không sửa là hài lòng cho khách nhất, và tư vấn một cách nhiệt tình nhất, và đồng thời là đưa đến những cái sản phẩm mà zin cũng giống như là tốt nhất cho khách nha. Còn em tuyệt đối là em cũng không có sửa, em bán theo tình trạng thôi. Ví dụ như chạy CD thì em bán chạy CD, mà không chạy CD thì em không bán không chạy CD, chứ em không sửa. Còn những cái hàng nào mà nó bị hư hỏng sau này thì em sẽ thanh lý cho thợ, cho thợ. Thì đó, thì đó là cái cách làm của em, riêng của em là như vậy. Đấy, thì bây giờ cuối video rồi, một lần nữa em xin chào mọi người, cảm ơn mọi người, và chúc mọi người và đại gia đình cũng giống như là tất cả những người xem video là coi như là người trong toàn quốc là ngày mới an lành, hạnh phúc và mạnh khỏe. Thì em mở thêm tiếng nhạc. Ngoài kia sương xuống lạnh, tình càng thiết tha nhiều. Ta có vui vì mai xa cách rồi, dù thời gian chẳng có xế qua mình, nhưng đêm này còn ghi mãi lòng nhau. Dù thời gian chẳng có xế qua mình, nhưng